Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 2860 về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống COVID-19 theo chỉ thị số 05 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố và quyết định số 2788 ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo quyết định này, toàn thành phố xác định rõ các địa bàn với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Cụ thể những địa bàn có mức độ nguy cơ rất cao, vùng đỏ là vùng cách ly tuyệt đối nhất 14 ngày và áp dụng biện pháp theo quy định tại quyết định số 3986 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và công điện số 1168 ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 để giảm mức độ nguy cơ. Những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao, gọi chung là vùng vàng, từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2020 từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021 đến 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021 tiếp tục áp dụng biện pháp thực hiện các hoạt động quy định tại quyết định số 2788 ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, địa bàn ở vùng vàng được bổ sung điều chỉnh một số hoạt động. 1. Hoạt động của các công ty thương mại đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi siêu thị mini được bố trí tối đa 100% số người làm việc. 2 các cơ quan công sở nhà nước bố trí tối đa 10% số người làm việc và thực hiện 3 tại chỗ. 3. Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi người làm việc, thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định và thực hiện từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021. Các nhân viên được hoạt động tại các đơn vị phải có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định, đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. 4 hoạt động tại các nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, bố trí tối đa 30% số người làm việc, bảo đảm điều kiện ba tại chỗ. 5. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dừng hoạt động trong thời gian thực hiện quyết định thì được bố trí tối đa 3 người mỗi đơn vị để xử lý công việc cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính, tài chính. 6. Công trình xây dựng trọng điểm được phép hoạt động theo danh mục do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phải đảm bảo điều kiện thực hiện ba tại chỗ 7. Cho phép những người giao hàng công nghệ và người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa, gọi chung là shipper, được hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày và phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch nghiêm ngặt theo quy định. Những địa bàn có mức độ nguy cơ thấp, vùng xanh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện quyết định thiết lập khi 14 ngày liên tục không có ca bệnh nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Vùng xanh theo quy mô cấp phường, xã thì áp dụng các biện pháp theo quy định tại chỉ thị số 05 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trường hợp phát sinh ca bệnh COVID-19, căn cứ hướng dẫn của ngành y tế quyết định chuyển sang vùng vàng hoặc vùng đỏ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng.